Hello, xin chào anh em nha. Mình là Đỗ Chí đây. Hôm nay em xin chia sẻ và giao lưu với anh em một cái combo cây giống bao gồm bốn loại cây giống đẹp nha. Hiện tại thì đây là bốn cây giống đang sống khỏe rồi. Cây đầu tiên là cây tím trang Vĩnh Châu, hoa thơm trái ngọt. Hiện tại thì cây đang khỏe nè, lá xanh mượt nè. Đấy. Thì cái combo này em quay thì anh em nào chốt đầu tiên thì em sẽ gửi đúng y von cái combo này cho anh em. Còn những anh em sau á thì em sẽ chọn cái cây khác và nó tốt khỏe đẹp thì em sẽ gửi cho anh em, chứ không có phải y chang giống như vậy. Tại vì em quay một lần thì em sẽ đăng em bán nhiều ngày cho nên là không có thời gian để em quay từng combo á. Các anh em là cứ yên tâm, những cây đẹp thì em sẽ gửi cho anh em. Cây tím trang Vĩnh Châu này thì nó cao á là rơi vào khoảng là 15 cm nha anh em. Đó, cây đang khỏe đẹp nè, lá dài dặn đang có hoa luôn cái combo này. Rồi cây thứ hai là cây vàng son Cần Thơ. Cây vàng son Cần Thơ này thì hiện tại thì nó cũng đang có mặt hoa nè. Đấy. Cây sống khỏe nha anh em, yên tâm. Cây rễ chỗ bầu hết rồi, em trang qua cái chậu này cũng tương đối là lớn nè. Cây khỏe đẹp. Đó, thân một rồi, dưới lên trên. Giống vàng son Cần Thơ này thì em bao chuẩn giống vàng son Cần Thơ cho anh em nha. Chuẩn giống vàng son Cần Thơ này là cùng một dòng với anh Thuận Phan ở Sa Đéc đó nè. Đó thì em cũng là nhân giống ra từ cái chủng loại đó, tao chuẩn giống vàng son Cần Thơ với anh em. Còn trên thị trường thì có nhiều giống vàng son khác thì em không có biết, nhưng mà cái giống này em giao lưu với anh em là chuẩn giống của anh Thuận Phan ở Sa Đéc nha, có thương hiệu bản quyền đàng hoàng, anh em mới yên tâm. Và một cây thứ ba là cái cây mỹ tím này thì hoa thơm nhẹ nha, chứ nó không có thơm như tím trang Vĩnh Châu đâu đó. Qua thì nó cũng màu tím nè, cái lá của mỹ tím nè, và nó khác với cái lá tím trang Vĩnh Châu đó. Anh em cứ phân biệt hai cái chất lá nè, khác nhau hoàn toàn nha. Đây là cây mỹ tím, thì cây mỹ tím này thì nó cũng lớn rồi, cái gốc nó cỡ bằng điếu thuốc của anh em hút rồi nè. Đó, cây sống khỏe. Hiện tại thì cây mới vừa tàn hoa, em mới vừa ngắt cái hoa bỏ và nó đang ra hoa mới nè. Đó, mỹ tím này thì nó xuyên qua cực kỳ luôn, anh em chơi mỹ tím phê lắm. Cái lá nó thì nó to hơn tím trang Vĩnh Châu một chút, nó sung tốt thì nó ngang ngửa với lá mỹ hồng. Cái hoa nó hoa to lắm, đẹp lắm. Rồi một cái cây thứ tư trong cái combo này là cây mỹ cam sọc. Dòng mỹ cam sọc này thì em lấy giống từ anh Thái Hồng Nghĩa ở Sa Đéc. Anh em có quan tâm và tìm hiểu mỹ cam sọc á thì anh em sẽ biết cái chủng loại này. Hiện tại thì em bán chung một cái combo này gồm 4 cây mỹ cam sọc này thì qua rất là đẹp nha. Đó. Hồi xưa thì cây mỹ cam sọc này thì nó rơi vào vài triệu một cây đó, nó không rẻ đâu. Thì cái combo này thì em sẽ bán với anh em là giá công khai 1 triệu không bao ship nha. Bao gồm 4 cây. Một cây tím trang Vĩnh Châu, một cây vàng son Cần Thơ, một cây mỹ tím và một cái cây mỹ cam sọc. Thì bao gồm cái combo này là 1 triệu đồng. Em không bao ship nha. Anh em nào có chốt đơn thì inbox cho em hoặc là gọi điện cho em qua số điện thoại là 0933 119 337. Em xin nhắc lại là 0933 119 337. Zalo hay là Messenger cho em cũng được. Em xin nhắc lại là khi em chốt combo á thì em sẽ ship cho anh em đúng 4 chủng loại này, nhưng mà cây nó không có y chang trên trên hình như vậy nha. Anh em nào chốt trước đầu tiên cái combo này thì em sẽ gửi đúng cái cây này, còn những anh em tiếp theo thì em sẽ chọn những cái cây đẹp rồi em sẽ chụp hình em gửi cho anh em rồi anh em chốt, chứ anh em đòi y chang như cái cây này thì không có nha. Rồi em xin báo cho nó rõ ràng. Rồi cuối video thì em xin trân trọng kính chào nha.